Bạn đang nghe từ Phonos Lợi thế bất công, sức mạnh của giáo dục tài chính Kiến thức về đồng tiền mà trường học sẽ không bao giờ dạy cho bạn Tác giả Robert Kiyosaki Người dịch Thiên Kim Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ quyển sách này dành tặng những ai tiến lên và trở thành một phần của giải pháp thông điệp từ robert không có gì hay cả tôi đã suy nghĩ rất kỹ về việc chia sẻ với bạn những thành công tài chính của chúng tôi nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế này tôi biết hàng triệu người đã mất việc mất nhà mất công ty tôi cũng biết rằng khoe khoang về những thành công tài chính của mình không phải là hay dù trong bất cứ hoàn cảnh nào khoe khoang chẳng bao giờ là hay cả nhất là về vấn đề tiền bạc nhưng tôi vẫn quyết định viết về cách đầu tư trong cuộc sống thực tôi muốn bạn hiểu rằng chúng tôi đã được giáo dục tài chính như thế nào chúng tôi sử dụng những kiến thức của mình ra sao và tại sao đó lại là một lợi thế bất công nhất là khi nền kinh tế đang suy thoái Tôi viết không phải để khoe khoang, tôi viết để khuyến khích mọi người học hỏi, nghiên cứu, tập luyện và có thể sẽ giúp họ nhìn thế giới theo một cách khác. Thế giới này có rất nhiều tiền, hàng nghìn tỷ đô la đang chờ đợi người sở hữu, bởi vì chính phủ các nước đang in ra hàng nghìn tỷ tiền ảo, hay còn gọi là tiền pháp định. Chính phủ các nước không muốn nền kinh tế thế giới bị suy thoái, vì vậy nên càng ngày họ càng in thêm nhiều tiền. Đó là lý do tại sao giá vàng và bạc tăng lên, còn những người tiết kiệm tiền sẽ luôn thất bại. Vấn đề là những đồng tiền ngớ ngẩn này chỉ nằm trong tay một số người, vì vậy nên người giàu ngày càng giàu, người nghèo và trung lưu ngày càng nghèo. Nên kinh tế tệ hại hơn và vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Tháng 9 năm 2010, tỷ lệ dân số nghèo ở Mỹ tăng lên gần 15% điều này có nghĩa là trong vòng chưa tới một năm hơn bốn triệu người đã rớt từ trung lưu xuống nghèo như tôi và donald trump tiền đoán trong cuốn sách tại sao chúng tôi muốn bạn giàu điều này rất nguy hiểm đó không phải là một dấu hiệu tốt dù biết có thể mọi người sẽ nghĩ mình đang khoe khoang nhưng tôi vẫn quyết định viết cuốn sách này về cách đầu tư trong cuộc sống thực Tôi tin rằng điều không hay là khi mình biết một điều gì đó mà không chia sẻ với người khác, như thế là tham lam. Tôi viết vì tôi tin rằng chúng ta cần sự giáo dục tài chính đích thực trước khi nền kinh tế thế giới thật sự hồi phục. Cuối cùng, tôi viết bởi vì tôi tin rằng dạy người ta câu cá tốt hơn là đem cá cho họ. Robert Kiyosaki. Người cha giàu khuyên chọn thầy một cách khôn ngoan lời giới thiệu làm thế nào để bắt một con khỉ từ hàng ngàn năm nay các thổ dân châu phi và châu á vẫn bắt khỉ bằng một kỹ thuật như sau người thợ săn tìm một cái cây có một hốc cây hoặc một lỗ nhỏ trên thân cây và đặt vào đó một ít trái cây hoặc một nhúm hạt một con khỉ tìm đến thò tay vào lỗ để chộp trái cây hay nhúm hạt đó nhưng sau khi cầm được trái cây hoặc nhúm hạt thì nắm tay con khỉ trở nên quá lớn không thể rút ra khỏi cái lỗ và thế là nó bị kẹt tay vào cái cây thay vì thả trái cây hay nhúm hạt ra để thoát khỏi cái cây thì con khỉ lại quay vòng vòng tìm cách kéo và giật tay ra nhưng nó nhất định không chịu bỏ trái cây hay nhúm hạt người thổ dân quay lại thoải mái giết hoặc bắt sống con khỉ con người cũng tương tự như con khỉ thay vì bám víu vào trái cây hay nhúm hạt thì con người bám vào sự đảm bảo việc làm của cải sở hữu và tiền bạc do không được giáo dục về tài chính cũng giống như con khỉ bị mắc bẫy, hầu hết mọi người sống cả đời làm nô lệ kiếm tiền cho các chủ doanh nghiệp và đóng thuế. Khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu vào năm 2007, nhiều người thậm chí còn bám chặt hơn vào việc làm, hy vọng mình không phải là một trong những người bị giảm biên chế. Hàng triệu người cố bám víu vào ngôi nhà của mình mặc dù họ không trả nổi tiền nợ ngân hàng. Hầu hết mọi người giảm bớt chi phí, tiết kiệm nhiều hơn, mặc dù chính phủ liên bang đang in thêm hàng nghìn tỷ đô la hủy diệt sức mua của những đồng tiền tiết kiệm đó những người làm công ăn lương nhồi nhét thêm tiền vào các kế hoạch hưu trí mặc dù thị trường chứng khoán sụp đổ quét sạch mọi khoản lời trước đó của họ và các trường học tuyển sinh nhiều hơn nhiều người quay lại đi học hơn mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đang tăng vọt hầu hết mọi người không biết làm gì Năm 2010, hầu hết mọi người biết rằng đang có một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Không ai, hầu hết không biết nên làm gì với nó. Thay vì thả tay ra, hầu hết lại nắm chặt hơn và ngồi chờ cuộc khủng hoảng trôi qua. Cầu mong các nhà lãnh đạo chính trị có thể giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu này và những ngày hạnh phúc sẽ trở lại. Một số người biết rằng họ phải thay đổi. Nhưng khi không được giáo dục tốt về tài chính, họ không biết phải làm gì hay phải thay đổi như thế nào. Một thập niên khủng hoảng Vấn đề là thập niên tới từ năm 2010 đến 2020 sẽ là thập niên bất ổn nhất trong lịch sử thế giới. Không may, những người bám víu vào những tàn tích của quá khứ, những tàn tích như sự đảm bảo việc làm, tiền tiết kiệm, một ngôi nhà, một kế hoạch hưu trí, sẽ là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão tài chính toàn cầu sắp đến. Tôi chắc chắn như thế vì năm lý do sau. Thời đại công nghiệp đã kết thúc. Thời đại công nghiệp bắt đầu vào khoảng năm 1500 và kết thúc vào khoảng năm 2000. Năm 1945, khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt, Mỹ là cường quốc mạnh nhất thế giới. Quốc gia lớn nhất trong số ít những đế quốc còn sót lại của thời đại công nghiệp. Trong thời đại công nghiệp, nước nào có công nghệ công nghiệp tân tiến nhất, những nhà máy lớn nhất, những trường học tốt nhất và những vũ khí tối tân nhất là nước chỉ huy thế giới. Trong thời đại công nghiệp, ngành công nghiệp xe hơi, công nghiệp máy bay, công nghiệp truyền thanh, truyền hình và công nghiệp vũ khí là những ngành thống trị thế giới kinh doanh. Trong thời đại công nghiệp, một công nhân có thể tìm được một việc làm được trả lương hậu hỷ, được công đoàn bảo vệ và được hưởng lương hưu đến hết đời. Trong thời đại công nghiệp, giáo dục tài chính không quan trọng. Năm 1989, mạng Internet toàn cầu ra đời. Thời đại công nghiệp kết thúc và thời đại thông tin bắt đầu. Trong thập niên tới, nhiều việc làm sẽ bị thay thế bởi công nghệ. Nhiều nhà máy sẽ bị tháo rỡ chuyển dịch và xây dựng lại ở các nước lương thấp. Mơ ước về một công việc được trả lương cao suốt đời và một khoản lương hưu hậu hĩ chỉ còn là một ý tưởng viền vông. Ngày nay, Mỹ là đất nước nợ nần nhiều nhất trong lịch sử thế giới. Nước Mỹ không còn khả năng thanh toán cho những chương trình như bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế nữa. Trong thời đại thông tin, thời đại mà sự ổn định việc làm và lương hưu không được đảm bảo, Giáo dục tài chính là một điều hết sức quan trọng. Không may, cũng giống như con khỉ bị kẹt nắm tay trong hốc cầy, hàng triệu người lao động vẫn đang bám víu vào những ý tưởng của thời đại công nghiệp, như đi học để có thể tìm một việc làm ổn định, với những lợi tức bảo hiểm y tế, về hưu sớm và được chính phủ hỗ trợ suốt đời. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết dạng giáo dục nào là tốt nhất để chuẩn bị cho mình trong thời đại thông tin. Các quy luật đồng tiền thay đổi vào năm 1971. Năm 1971, tổng thống Nixon chấm dứt thời kỳ bản vị vàng, đưa đồng đô la trở thành đồng tiền tự do và các quy luật đồng tiền thay đổi. Năm 1971, đồng đô la không còn là tiền nữa mà trở thành một công cụ nợ. Sau năm 1971, những người tiết kiệm trở thành những kẻ thất bại. Kể từ năm 1971, đồng đô la Mỹ đã bị mất đến 95% sức mua. Nó sẽ không cần đến 40 năm nữa để mất luôn 5% còn lại. Điều bi kịch là cũng giống như con khỉ bị kẹt nắm tay trong hốc cầy, hàng triệu người vẫn đang bám víu vào những khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết tại sao tiết kiệm là một việc ngớ ngẩn và thay vì tiết kiệm tiền, bạn có thể làm những gì khác hơn. Ngân hàng có thể in tiền, tại sao bạn lại không? Trong cuốn sách này bạn sẽ biết mình có thể làm điều đó như thế nào, chỉ là việc đó đòi hỏi bạn phải được giáo dục tài chính tốt. Sau năm 1971, các khoản cứu trợ tài chính ngân hàng gia tăng. Vào năm 2010 hầu hết mọi người đều nhận thấy có một sự hỗn loạn dối tung với hàng nghìn tỷ đô la trong các khoản cứu trợ tài chính ngân hàng trên khắp thế giới. Ngày nay, rất nhiều người giận dữ khi chính phủ các nước cứu trợ cho những chủ ngân hàng giàu có và bắt người dân nộp thuế bù vào các khoản cứu trợ này. Công may, rất ít người nhận thấy những khoản cứu trợ này thật ra đã kéo dài nhiều năm và từ sau năm 1971 thì kích thước của chúng ngày càng gia tăng. Vào những năm 1980, các khoản cứu trợ ngân hàng chỉ tính bằng hàng triệu. Đến những năm 1990, chúng được tính bằng hàng tỷ. Sau năm 2007, chúng trở nên toàn cầu hóa và được đo bằng con số nghìn tỷ. Không may, do thiếu giáo dục tài chính, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mắc nợ là xấu, cũng giống như con khỉ, họ bám víu vào những đồng đô la và cố gắng hết sức để thoát khỏi nợ nần. Hầu hết những người không được giáo dục tài chính tốt đều nghĩ rằng nợ là xấu, nhưng nó chỉ xấu khi bạn không biết cách sử dụng nó để làm cho mình giàu hơn mà thôi. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết làm thế nào nợ có thể giúp các chủ ngân hàng và những người được giáo dục tài chính tốt trở nên rất giàu. Lạm phát đang gia tăng. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2000, 1 ounce vàng trị giá 282 đô la Mỹ. 10 năm sau, vào ngày 30 tháng 12 năm 2010, 1 ounce vàng trị giá 1.405 đô la Mỹ. Trong thập niên trước, nếu được đo bằng bản vị vàng, đồng đô la Mỹ mất đến 398% giá trị. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2000, dầu trị giá 25 đô la một thùng. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, dầu trị giá 91 đô la một thùng. Trong 10 năm, giá dầu đã tăng đến 264%, nhưng chính phủ vẫn bảo rằng không có lạm phát. Một người thông minh sẽ đặt câu hỏi. Vào cuối thập niên tới, ngày 31 tháng 12 năm 2020, một ounce vàng sẽ trị giá bao nhiêu? năm 2020 một ga lông dầu sẽ trị giá bao nhiêu? Trong 10 năm nữa, lương thực thực phẩm sẽ trị giá bao nhiêu? Đó là những câu hỏi mà hầu hết những con khỉ sẽ không hỏi. Thay vì thế, chúng quay lại trường, làm việc tích cực hơn, đóng thuế cao hơn, trả các chi phí vật giá cao hơn, cố gắng hết sức chỉ để sống dưới mức tiêu chuẩn và tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kỳ âm. Um, như bạn có thể thấy, bạn nên đầu tư vàng vào năm 2000 khi vàng chỉ mới 273 đô la Mỹ một ounce. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết nên đầu tư vào cái gì trước khi sấm chớp giáng xuống thị trường. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách tiên đoán tương lai và làm thế nào để giảm thiểu rủi ro trước những thay đổi sắp tới. Tôi nhìn thấy nhiều người nghèo hơn. Trong thập niên tới, những năm từ 2010 đến 2020, khoảng cách giữa cái có và cái không sẽ tăng lên. Nhiều người hiện nay đang thuộc tầng lớp trung lưu sẽ rơi xuống tầng lớp nghèo chỉ trong vòng 10 năm tới. Nói cách khác, sẽ có nhiều người nghèo hơn, mặc dù họ đang sống ở những quốc gia giàu có hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, Pháp và Nhật. Khi chính phủ các nước chọn biện pháp cứu trợ ngân hàng họ đã quyết định lựa chọn người giàu, hy sinh người nghèo và những người trung lưu. Trong thập niên tới, người giàu sẽ ngày càng giàu hơn, trong khi người nghèo và trung lưu sẽ nghèo hơn do thuế và lạm phát. Dưới đây là những sự kiện sẽ khiến thập niên tới trở nên khó khăn hơn với những người có kiến thức tài chính hạn chế. 1. Những người thuộc thế hệ baby boomer, thế hệ bùng nổ dân số sẽ về hưu chỉ riêng ở Mỹ đã có đến 78 triệu người thuộc thế hệ này, trong đó ước tính có khoảng 52% không đủ tiền tiết kiệm hoặc đầu tư để có thể đủ sống khi về già. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đang túng quẫn. Việc tài trợ cho những chương trình này sẽ đòi hỏi phải thu thuế nhiều hơn từ những thế hệ sinh sau năm 1964. Thứ hai, số lượng việc làm giảm bớt. Các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương đang cạn tiền, nhiều cơ quan thật sự đã phá sản. Thứ ba, từ năm 2007 đến 2010, hầu hết những người mất việc đều thuộc khu vực kinh tế tư nhân, những tập đoàn lớn và những doanh nghiệp nhỏ. Thứ tư, những người sắp mất việc tiếp theo sẽ thuộc khu vực nhà nước. Trong thập niên tới, hàng triệu việc làm ở các cơ quan chính phủ sẽ bị mất. Điều đó đồng nghĩa với tăng thuế giảm các dịch vụ và tình trạng thất nghiệp sẽ nhiều hơn. Ví dụ, vào tháng 1 năm 2011, Camden, New Jersey, thành phố nguy hiểm thứ hai ở Mỹ đã cắt giảm lực lượng cảnh sát xuống còn 50%. Camden cũng giảm bớt số lượng lính cứu hỏa và các nhân viên chính phủ. Ai muốn sống ở Camden khi tình hình tội phạm và những tổn thất do hỏa hoạn gia tăng? Việc giảm bớt các dịch vụ công sẽ có tác động như thế nào đến giá trị bất động sản? Mặc dù thất nghiệp gia tăng và những công việc đảm bảo truyền thống không còn nữa, nhưng cũng giống như một con khỉ bám chặt vào trái cây hay nhúm hạt, mọi người đang quay lại trường học với hy vọng sẽ tìm được một việc làm mới lương cao hơn cùng với những phúc lợi và kế hoạch hưu trí. Cuốn sách này bày tỏ một số ý tưởng mới về loại giáo dục nào sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình. Năm 2010, tổng nợ của Mỹ là 14.000 tỷ đô la. Trên thực tế, theo Trung tâm Phân tích Chính sách Quốc gia, nếu tính luôn bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, thì Mỹ thiếu nợ đến 107.000 tỷ đô la. Điều đó có nghĩa là Mỹ đã phá sản. Về cơ bản, Mỹ có 3 lựa chọn đó là một Tuyên bố phá sản. Điều đó sẽ thay đổi nền kinh tế thế giới. 2 cắt giảm chi phí, tăng thuế và trả nợ. Điều đó sẽ thay đổi nền kinh tế thế giới. 3. In thêm tiền, giết chết đồng đô la và trả nợ bằng loại tiền ảo này. Điều đó sẽ thay đổi nền kinh tế thế giới. Một người bình thường, như một con khỉ bị kẹt nắm tay trong hốc cầy, không hề biết chuyện gì đang xảy ra với đồng đô la Mỹ hay với nền kinh tế thế giới tất cả những gì anh ta quan tâm là làm sao kiếm đủ tiền để thỏa mãn nhu cầu ăn ở như một con khỉ bám chặt vào những gì mình có một người bình thường tin rằng số tiền mà họ nắm trong tay mới là tiền thật một người bình thường tin tưởng rằng những vị quan chức mà họ bầu ra có thể giải quyết vấn đề khủng hoảng tài chính toàn cầu rất ít người nhận ra rằng vấn đề tài chính toàn cầu thật sự lớn hơn bất cứ một người lãnh đạo hay một đất nước nào trong cuốn sách này bạn sẽ khám phá ra những quy luật đồng tiền trong thời đại thông tin khác biệt như thế nào và làm thế nào để thích nghi với những quy luật đồng tiền mới toàn cầu. Năm 1972, tổng thống Nixon mở cửa với Trung Quốc. Ngày nay Trung Quốc từ một đất nước rất nghèo đang vượt lên trở thành quốc gia siêu cường thứ nhì của thế giới. Trong thập niên tới Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển về mặt kinh tế nhưng cũng sẽ trở nên bất ổn hơn do họ phải đấu tranh với lạm phát tranh giành ảnh hưởng chính trị thế giới và thúc đẩy dự trữ tiền tệ quốc tế ngoài đồng đô la ngoài ra sự phát triển kinh tế cũng sẽ gây nên những vấn đề nội bộ chẳng hạn như khoảng cách giữa người giàu và người nghèo tăng lên sự bất ổn của họ sẽ gây nên những đợt sóng tài chính và sự lên xuống thất thường của nền kinh tế toàn cầu như một con khỉ một người bình thường có thể nhìn thấy cái cây nhưng không thể thấy được cả khu rừng. Tuy nhiên, người Mỹ có lẽ còn tệ hơn thế nữa vì họ sống trong một chậu cá kiểng. Cả thế giới có thể nhìn thấy họ, nhưng họ không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài chậu cá của mình. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách suy nghĩ, cách hành động và cách kinh doanh toàn cầu. Ngày nay, có cả một thế giới cơ hội nhưng nó không dành cho những người chỉ nghĩ về cái cây mà họ đang bám vào. Thập niên thú vị nhất lịch sử Mười năm tới, thập niên từ năm 2010 đến 2020 sẽ là thập niên thú vị nhất trong lịch sử thế giới. Mười năm tới sẽ đánh dấu sự kết thúc của đế quốc Mỹ, đồng đô la Mỹ sẽ mất giá và một nền kinh tế thế giới hoàn toàn mới sẽ nổi lên thế giới không biên giới này được củng cố bởi những công nghệ giá rẻ sẽ giải phóng những thiên tài của thế giới và phơi bày sự thiếu hiểu biết trầm trọng đang kiểm soát nền kinh tế thế giới cũ. Với những người linh động, biết thích nghi, có kiến thức và được chuẩn bị về tài chính, 10 năm tới sẽ là thời gian tuyệt vời nhất. Với những người mong chờ những ngày hạnh phúc của quá khứ quay lại, 10 năm tới sẽ là thời gian khốn khổ nhất. Cái bẫy trường học Chiếc chìa khóa mở cửa đến thế giới mới chính là giáo dục. Vấn đề là hệ thống trường học hiện tại đang bị kẹt cứng với những cái lô cốt của thời đại công nghiệp. Trong thời đại thông tin, nền giáo dục và sự học suốt đời của một người có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Không may, nếu chỉ đến trường học thì không đủ để chuẩn bị về mặt tài chính cho một thế giới tiến hóa và mở rộng quá nhanh như thế. Nói đơn giản, trường học thay đổi quá chậm, trong khi thế giới thay đổi quá nhanh. Trong thời đại công nghiệp, tất cả những gì cần có để thành công là hai loại giáo dục sau. Một, giáo dục học đường, khả năng đọc, viết và giải toán cơ bản. Hai, giáo dục chuyên môn, đào tạo để kiếm tiền bằng cách trở thành một thành viên hữu ích cho xã hội. Ví dụ, bác sĩ học trường y, luật sư học trường luật, phi công học trường hàng không, vân vân trong thời đại thông tin chúng ta cần ba loại giáo dục sau một giáo dục học đường hai giáo dục chuyên môn và thứ ba là giáo dục tài chính và như thế một câu hỏi được đặt ra tại sao trường học không có giáo dục tài chính câu trả lời người ta gài bẫy và đào tạo những con khỉ trong trường học nếu một người có một kiến thức tài chính vững chắc họ sẽ không bám chặt vào sự bảo đảm việc làm tiền lương ổn định và phúc lợi hưu trí nếu một người hiểu biết luật thuế họ sẽ không trả những khoản thuế không cần thiết nếu hiểu biết về hệ thống ngân hàng họ sẽ không tiết kiệm tiền thay vì gọi ngôi nhà là một tài sản họ sẽ biết rằng nó là một tiêu sản nếu hiểu biết về lạm phát họ sẽ không cố gắng sống tiện tặn rè xẻn thay vì tìm cách thoát khỏi nợ nần họ sẽ biết sử dụng nợ để làm giàu và họ sẽ không nhắm mắt đưa tiền cho các chủ ngân hàng những nhà kế hoạch tài chính ở phố world hay những người môi giới bất động sản với hy vọng có được một khoản tiền hưu an toàn quan trọng nhất họ sẽ đặt câu hỏi tại sao họ phải đến trường những người dạy họ ở trường là ai và những điều được dạy sẽ đưa họ đến đâu giáo dục là một quá trình Năm 1973, tôi trở về nhà sau thời gian trong quân đội. Tôi còn đến một năm trong hợp đồng quân sự và tôi tìm kiếm định hướng sắp tới cho cuộc đời mình. Năm 1973, khi đó tôi 26 tuổi, tốt nghiệp đại học với hai tấm bằng chuyên môn. Một bằng thuyền phó hạng 3 trên tàu chở dầu Standard Oil và một bằng phi công bay cho thủy quân lục chiến. Dù cả hai đều là những ngành chuyên môn lương cao, và việc làm đảm bảo, nhưng tôi không muốn lái tàu và cũng chẳng muốn bài. Khi tôi hỏi ý kiến cha ruột, ông khuyên tôi nên đi theo con đường của ông, nghĩa là quay lại trường học, lấy bằng thạc sĩ, lấy bằng tiến sĩ, sau đó tìm một việc làm cho chính phủ. Vấn đề là vào năm 1973, cha tôi 54 tuổi, cựu thanh tra giáo dục bang Hawaii, cựu ứng viên Đảng Cộng hòa ứng cử thống đốc Hawaii và ông đang thất nghiệp. Cha tôi thất nghiệp vì ông đã từ chức khỏi vị trí thanh tra giáo dục để theo đuổi một chiếc vé của Đảng Cộng Hòa chống lại sếp của ông, thống đốc bang, một người theo Đảng Dân Chủ. Khi thẩm phán Samuel King và cha tôi cũng thất bại trong cuộc tranh cử, vì thống đốc tuyên bố với cha tôi rằng cái giá phải trả cho sự bất trung của ông là ông sẽ không bao giờ được phép làm việc cho chính quyền bang nữa. Cha tôi, dù học vấn rất cao, nhưng vẫn không thể tồn tại trong thế giới thực bên ngoài hệ thống giáo dục. Khi biết mình không thể tìm được một công việc được chính phủ trả lương nữa, ông bèn rút toàn bộ khoản tiết kiệm hưu trí, mở một quán kem, và rồi mất hết tất cả khi quán kem phá sản. Bằng nhiều cách, chính cha đã cho tôi một cái nhìn về tương lai, không phải cho thế hệ của ông mà là cho thế hệ của tôi khi cha khuyên tôi đi theo con đường mà ông đã đi tôi biết mình phải làm gì sau khi chào tạm biệt cha tôi lái xe đến waikiki đến văn phòng của người cha giàu để hỏi xin lời khuyên của ông giáo dục rất quan trọng cả hai người cha của tôi đều rất coi trọng giáo dục nhưng không phải những loại giáo dục giống nhau một trong những lợi thế bất công của tôi là tôi được biết những khác biệt giữa các loại giáo dục khác nhau dưới đây là ba khái niệm hữu ích khi xem xét những loại giáo dục khác nhau này giáo dục là một quá trình một người đến trường học để có thể làm một ngành nghề gì đó ví dụ tôi đến trường hàng không học để trở thành phi công vấn đề nằm ở chỗ giáo dục truyền thống là một quá trình để trở thành một người lao động làm công ăn lương đó là lý do vì sao hầu hết mọi người lại nói đi học để kiếm việc làm những con khỉ không thắc mắc tại sao chúng lại kẹt bàn tay trong hốc cây hầu hết mọi người không thắc mắc tại sao phải đến trường học để trở thành một người làm công ăn lương một người thông minh sẽ hỏi nếu tôi không muốn trở thành một người làm công ăn lương thì sao có bốn lựa chọn trong giáo dục. Người cha giàu đã giải thích cho tôi về kim tứ đồ, đó là phương pháp giáo dục của ông, cho phép tôi lựa chọn sự giáo dục mình muốn và lựa chọn xem mình muốn trở thành người như thế nào khi lớn lên. Mời bạn xem hình số 1 được đính kèm trong ứng dụng. Giáo dục truyền thống chuẩn bị cho sinh viên trở thành những người thuộc nhóm L và T. Một số trường nhóm T, ví dụ như trường luật, trường Y, trường Nha, vân vân, điều thú vị là những sinh viên giỏi nhất ở trường luật và trường y lại là những người phải đóng thuế nhiều nhất đó là bởi vì họ thuộc nhóm t với tôi nếu là một sinh viên giỏi tôi sẽ muốn biết làm thế nào để đóng thuế ít nhất đóng thuế cao là một trong những cái bẫy của nhóm t khi một nhân viên nghỉ việc để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình hầu hết mọi người đều rơi vào nhóm t với một doanh nghiệp sản phẩm hay dịch vụ nhỏ có chuyên môn cao chẳng hạn như tư vấn máy tính hoặc buôn bán bất động sản như một con khỉ bị kẹt tay trong hốc cây hầu hết mọi người chỉ biết về nhóm l và nhóm t mà thôi một người thông minh về tài chính sẽ muốn biết mình cần học những gì để có thể hoạt động trong nhóm c và nhóm d nhóm c và nhóm d tạo ra những người giàu nhất thế giới những người thu được nhiều tiền nhất và đóng thuế ít nhất qua cuốn sách này, bạn sẽ có được một lợi thế bất công khi hiểu được những gì mà những người nhóm C và nhóm D biết, nhưng những người nhóm L và nhóm T thì không. Bạn có thể lựa chọn giữa giáo dục truyền thống và giáo dục phi truyền thống. Cha ruột tôi chỉ xem trọng giáo dục truyền thống. Đó là lý do vì sao ông cho rằng điểm số và ngôi trường mà bạn tốt nghiệp là rất quan trọng ông tin rằng điểm cao và một ngôi trường tốt sẽ mang đến cho bạn một công việc tốt. Người cha giàu xem trọng giáo dục vì truyền thống. Ông không quan tâm đến điểm số hay bạn đã học trường nào. Tất cả những gì ông quan tâm là bạn học được những kỹ năng gì, bạn học từ những ai và bạn được chuẩn bị như thế nào cho thế giới thực. Người cha giàu không xem trọng một công việc được trả lương cao là một doanh nhân. Điều ông quan tâm là ông có thể tạo ra bao nhiêu công việc lương cao như thế. Đó là lý do vì sao vào năm 1973, khi còn đang ở trong quân đội, tôi đã đăng ký những lớp học phi truyền thống mà trong đó tôi học được cách 1. sử dụng nợ để đầu tư. 2. phát triển kỹ năng bán hàng bởi vì bán hàng bằng thu nhập. Và thứ ba, giảm số thuế phải đóng. Việc lựa chọn con đường giáo dục phi truyền thống vào năm 1973 đã đem đến cho tôi một lợi thế bất công lớn nhất trong đời mình. Ngày nay tôi vẫn tiếp tục tham gia những lớp giáo dục phi truyền thống đó. Giáo dục phi truyền thống đã đem đến cho tôi một lợi thế bất công, thậm chí hơn cả những đứa trẻ thông minh được đi học ở những ngôi trường tốt, đạt điểm cao và trở thành những bác sĩ, luật sư được trả lương cao. Hầu hết các con khỉ không phân biệt được giữa thức ăn và thức ăn trong bẫy. Đó là lý do vì sao chúng dễ dàng bị mắc bẫy. Một sinh viên được giáo dục tài chính tốt sẽ biết rằng có ba loại thu nhập đó là một Thu nhập kiếm được thông thường 2. Thu nhập đầu tư và thứ ba Thu nhập thụ động Hầu hết những người nhóm L và nhóm T được đào tạo để làm việc vì thu nhập kiếm được thông thường. Đó là lý do vì sao họ dễ dàng mắc bẫy, làm việc tích cực nhất và phải đóng thuế nhiều nhất. Trong cuốn sách này bạn sẽ biết vì sao những người thông minh tài chính làm việc vì thu nhập đầu tư, thu nhập thụ động và các khoản thu nhập khác. Sự khác biệt giữa người và khỉ. Việc so sánh một người với một con khỉ bị kẹt nắm tay trong hốc cây nghe có vẻ thật tàn nhẫn tôi so sánh như thế không phải để cư xử tàn nhẫn mà là để nhấn mạnh một điều bạn thấy đấy thật tàn nhẫn khi để cho mọi người tiếp tục thiếu giáo dục tài chính ngây thơ làm việc tích cực tiết kiệm tiền dù họ cảm nhận được có cái gì đó không ổn nhưng họ không biết chính xác mình phải làm gì trong giai đoạn biến động tài chính này có những điểm tương tự giữa người và khỉ ví dụ một con khỉ sẽ nắm chặt trái cây và nhúm hạt một người sẽ nắm chặt những tư tưởng cũ kỹ hầu hết chúng ta đều biết quy luật vật lý này hai vật thể không thể cùng lúc ở cùng một chỗ ví dụ bạn không thể đậu hai chiếc xe vào một nhà xe chỉ có đủ khoảng trống cho một chiếc xe điều đó cũng đúng với tư duy và ý tưởng cũng như một con khỉ phải thả tay ra thì mới được tự do con người phải bỏ đi những ý tưởng cũ thì mới được giải phóng trong cuốn sách này bạn sẽ được biết nhiều tư tưởng khác thường về tiền và lý do vì sao người giàu ngày càng giàu hơn mục đích chính của cuốn sách là trình bày những ý tưởng khác thường này thách thức những tư duy cũ ký mà có thể bạn đang nắm giữ và rồi quyền quyết định là ở bạn tùy bạn có muốn bỏ đi những ý tưởng cũ để bắt đầu tiếp nhận những ý tưởng mới về tiền hay không Một số ví dụ những ý tưởng cũ về tiền. 1. Tôi sẽ không bao giờ giàu được. Nếu suy nghĩ này không được thay thế thì nó sẽ trở thành thực tế của bạn. Cuốn sách này được viết nên để thay đổi suy nghĩ đó nếu bạn muốn thay đổi. 2. Người giàu là những kẻ tham lam. Trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy rằng nếu muốn giàu thì bạn phải rộng rãi, bạn sẽ thấy rằng những người nhóm L và nhóm T thường tham lam hơn những người nhóm C và nhóm D. 3. Tôi muốn được hạnh phúc hơn là giàu có. Tại sao không phải cả hai? Suy nghĩ rằng bạn chỉ có thể có một trong hai là một suy nghĩ hạn hẹp. 4. Thuế rất bất công. Trong cuốn sách này, bạn sẽ thấy rằng thuế rất công bằng, nó giúp cho những người có giáo dục tài chính giàu có hơn. 5. Tôi phải làm việc tích cực. Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết tại sao những người làm việc tích cực nhất là những người đóng thuế nhiều nhất. 6. Đầu tư là rủi ro. Trong cuốn sách này, bạn sẽ hiểu tại sao đầu tư không phải là rủi ro. Quan trọng nhất, bạn sẽ biết tại sao những người không có giáo dục tài chính thường mua phải những khoản đầu tư rủi ro nhất. 7. Hãy học thật giỏi Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết tại sao bạn cần đặt câu hỏi xem mình đang học cái gì, người thầy của mình là ai, và sự học đó sẽ đưa mình đến đầu. Ví dụ, tôi đăng ký học thạc sĩ vào năm 1973. Tất cả các giảng viên của tôi đều là những người lao động nhóm L. 6 tháng sau, tôi nghỉ học vì tôi nhận ra rằng chương trình học 2 năm này đang lập trình cho tôi trở thành một người lao động được trả lương cao trong nhóm L. Nếu bạn muốn phát triển trong nhóm C và nhóm D, bạn cần những giảng viên và những nhà tư vấn thuộc các nhóm này. Ở trường hàng không, các giảng viên đầu tiên dạy tôi những bài học bay cơ bản. Các giảng viên ở cấp tiếp theo dạy tôi những bài học bay nâng cao, cho phép tôi tốt nghiệp trường bay. Những giảng viên tiếp theo nữa là các phi công chiến đấu. Họ là một cấp độ giảng viên hoàn toàn khác. Tôi đã biết lái máy bay như thế nào, nhưng các giảng viên phi công chiến đấu đã chuẩn bị cho tôi đối mặt với thế giới chiến tranh thật sự. Giáo dục tài chính cũng giống như trường bay, học bay không phải là một dự án tự học, tốt nhất là bạn nên tìm những phi công giỏi nhất có thể để giáo dục và đào tạo cho sinh viên tạo cơ hội cho họ xử lý và trải nghiệm tình huống trước khi họ đi lên cấp bậc cao hơn. Một trong những vấn đề với giáo dục truyền thống là thiếu kinh nghiệm thực tế. Hầu hết sinh viên ra trường với những câu trả lời máy móc cho các vấn đề nhưng lại thiếu những kỹ năng cần thiết để sử dụng tốt các kiến thức đã học. Điều đó có nghĩa là những giảng viên quan trọng nhất của họ là những người thấy hay những nhà tư vấn mà họ chỉ gặp sau khi đã tốt nghiệp một bi kịch trong cuộc khủng hoảng tài chính là nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm sự trải nghiệm thực tế trong thế giới thực này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự học và phát triển suốt đời của một người bởi vì chúng xác định cuối cùng người đó sẽ trở thành người như thế nào một lý do vì sao rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm là vì họ được đào tạo để trở thành người lao động họ thiếu những kỹ năng của cuộc sống thực để trở thành một doanh nhân tệ hơn nữa nhiều sinh viên tốt nghiệp với những món nợ ngập đầu do họ đã vay tiền chính phủ để đi học. Khi không tìm được việc làm, họ không thể trả được những khoản nợ này. Nợ học phí không giống như nợ vay mua nhà. Nợ học phí không bao giờ được xóa bỏ. Nghĩa là nếu một người vay mua nhà không có tiền trả, họ có thể bán tháo ngôi nhà để trả nợ. Nhưng nếu một sinh viên không tìm được việc làm, lãi suất trên khoản nợ học phí sẽ tích lũy thành lãi suất chưa thành toán. Trong vài năm, khoản nợ sẽ bùng nổ do lái kép và người sinh viên sẽ bị mắc bẫy như một con khỉ suốt đời. 8. Tôi cần được bảo đảm việc làm Trong cuốn sách này, bạn sẽ hiểu những khác biệt giữa sự bảo đảm và tự do. Sự bảo đảm và tự do hoàn toàn trái ngược nhau. Bạn càng được bảo đảm thì bạn càng ít tự do, đó là lý do tại sao những người ở trong những nhà tù an toàn nhất có tự do ít nhất. Những con khỉ bị mắc bẫy vì chúng bám víu vào sự bảo đảm. Cuốn sách này dành cho những người muốn có cả tự do và bảo đảm. 9. Tôi cần phải đầu tư dài hạn vào một danh mục đa dạng cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tường hỗ. Có lẽ đây là lời khuyên tài chính tệ nhất. Hãy nhìn lại thập niên qua, được xem là một thập niên thất bại của những người đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tường hỗ. Đầu năm 2000, chỉ số DJIA, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones là 11.357. Vào cuối năm 2010, chỉ số này là 11.577. Chỉ tăng vài trăm điểm trong vòng 10 năm, sự thất bại của những người dài hạn lãi suất 0,2% trong 10 năm thật sự là một trò đùa. Một trò đùa bi kịch đối với những người làm theo lời khuyên tồi tệ này. Như bạn đã biết, cũng trong 10 năm đó, vàng tăng từ 282 đô la đến 1.405 đô la, 398% trong 10 năm. Nếu chỉ số DJIA cũng tăng cao như vàng, thì vào năm 2010 con số này hẳn phải hơn 45.000. Bất chấp những thống kê kinh khủng này, hàng triệu người vẫn làm theo lời khuyên cũ đó. Bài học rút ra là bạn nên đầu tư vào vàng. Chắc chắn không phải. Bài học rút ra là tốt nhất bạn nên tìm kiếm cho mình một chút giáo dục tài chính từ thế giới thực. Nếu bạn cũng như những người khác không quan tâm đến việc giáo dục tài chính cho mình thì hãy làm theo những gì mà các chuyên gia khuyên bạn nên làm nghĩa là hãy phó mặc túi tiền của mình cho họ hãy nhớ vàng không phải là sự đầu tư tốt nếu bạn là một nhà đầu tư tồi và thật ra nếu bạn là một nhà đầu tư tồi thì chẳng có gì tốt cả trong cuốn sách này bạn sẽ thấy rằng khi được giáo dục tài chính càng nhiều thì bạn sẽ kiếm tiền càng nhiều đóng thuế càng ít và lợi nhuận mà bạn thu được càng cao trong khi rủi ro càng thấp. Một ngày nọ, tôi hỏi người cha giàu, cha có nghĩ đầu tư vào bất động sản là tốt không? Ông đáp, cha không biết, con có phải là một nhà đầu tư giỏi không? Tôi hỏi tiếp, thế cha có lời khuyên gì cho một nhà đầu tư trung bình? Ông đáp, đừng là một nhà đầu tư trung bình, những nhà đầu tư trung bình chỉ làm cho những nhà đầu tư giỏi giàu hơn mà thôi. Cho dù bạn đầu tư vào cái gì, doanh nghiệp, bất động sản, tài sản giấy hay hàng hóa, tất cả đều không quan trọng bằng đầu tư vào chính bạn. Nếu bạn không giỏi, bạn có thể sẽ thất bại trong bất cứ khoản đầu tư nào. Cuốn sách này nói về việc đầu tư vào giáo dục tài chính cho bản thân bạn. 10 ở trường tôi học không giỏi, làm sao tôi có thể giàu được? Bạn cần phải đi học để trở thành bác sĩ hay luật sư, nhưng bạn không cần đi học để làm giàu hay làm một doanh nhân. Một số người giàu nhất thế giới không hề tốt nghiệp đại học. Ví dụ như Harry Ford, nhà sáng lập Ford, Thomas Edison, nhà sáng lập General Electric, Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft, Mark Zuckerberg. Nhà sáng lập Facebook, Richard Branson, nhà sáng lập Virgin, Walt Disney, nhà sáng lập Disney World và người hùng của tôi, Steve Jobs, nhà sáng lập Apple. Ngày nay nhiều người bị mắc bẫy như một con khỉ bởi vì họ đi học và được đào tạo thành những người lao động trong nhóm L và nhóm T. Cuốn sách này dành cho những người muốn biết cuộc sống của nhóm C và nhóm D như thế nào và họ cần loại giáo dục nào để bước vào thế giới đó. Lời cuối Ngày 24 tháng 1 năm 2011, chương trình Today đưa ra một lời khuyên của tổ chức Consumer Reports và Jean Chasky, chuyên gia tài chính của họ. Vẫn là lời khuyên mà họ nhài đi nhài lại xưa này. 1. Sống tiện tạn. 2. Để dành ngân sách và mở một kế hoạch hưu trí 401k. 3. Dành dụm hay nói cách khác, tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm. 4. Trả hết nợ. 5. Làm việc nhiều hơn, nghỉ ngơi sau. Tôi sẽ không bao giờ nghe theo lời khuyên đó. Đó không chỉ là một lời khuyên tồi tệ mà còn rất nặng nề. Ai lại muốn sống một cuộc sống tiện tặng? Dù lời khuyên này nghe có vẻ khá hữu tình đạt lý nhất là với những người không được giáo dục tài chính, nhưng với tôi nó là một lời khuyên kinh khủng. Trong cuốn sách này, bạn sẽ hiểu tại sao một kế hoạch hưu trí, chẳng hạn như kế hoạch 401k, lại là cách đầu tư tồi tệ nhất. Năm 2009, tạp chí Time đăng một bài báo có tựa đề đã đến lúc cho kế hoạch 401k về hưu. Qua đó cho thấy, sự thất sủng của kế hoạch 401k do nó phá hoại quá nhiều tài sản của mọi người. Trong thập niên tới, những năm 2010-2020, những người làm theo lời khuyên trong chương trình Today sẽ là những người bị tổn thương nhiều nhất. Họ sẽ bị quăng quật bởi sự lên xuống của nền kinh tế toàn cầu và sẽ bị nghiền nát dưới chế độ thuế. Họ sẽ thấy cuộc sống rất khó khăn do lạm phát tăng cao ngất trời. Đại đa số sẽ ngày càng nghèo hơn do những khoản đầu tư của họ trong thị trường chứng khoán bị thua lỗ khi thị trường sụp đổ. Bi kịch nhất là những người làm theo lời khuyên cũ này sẽ bỏ lỡ những cơ hội lớn nhất trong lịch sử. Những tài sản khổng lồ sẽ phát sinh trong 10 năm tới, nhưng chúng không dành cho những người nghe theo lời khuyên lạc hậu đó. Họ sẽ chỉ có thể tuyệt vọng ngồi nhìn người giàu ngày càng giàu hơn trong khi cuộc sống của họ ngày càng khó khăn hơn. Trong chương 1 của cuốn sách này, tôi sẽ giải thích chi tiết vì sao cuộc khủng hoảng bắt đầu vào năm 2007 lại là cơ hội tài chính tốt nhất trong cuộc đời tôi. Tôi mong đợi 10 năm tới thậm chí sẽ còn tốt hơn nữa. Đến lúc phải thả tay ra. Một con khỉ không thể được tự do trừ phi nó thả tay ra, con người cũng vậy con người không thể được tự do nếu họ không chịu từ bỏ những ý tưởng cũ kỹ lạc hậu. Một câu ngạn ngữ cũ từng nói, điên rồ nghĩa là làm đi làm lại cùng một việc nhưng lại mong đợi một kết quả khác. Nhưng đó chính là điều mà nhiều người đang làm. Họ lắng nghe những chuyên gia lối thời phun ra những lời khuyên tài chính lạc hậu, những lời khuyên không còn hiệu quả nữa. Thế nhưng họ vẫn tiếp tục bám vào những ý tưởng cũ kỹ đó. Tôi biết, rất khó thay đổi những tư tưởng cũ. Người ta thường nói rằng, che già khó uốn. Với con người, rất khó thay đổi tư duy của một người bám chặt vào những ý tưởng cũ. Cuốn sách này nói về những lợi thế bất công mà sự giáo dục tài chính vững chắc có thể mang đến cho mọi người, dù giàu hay nghèo, dù thông minh hay không, dù sống ở một cường quốc hay một nước đang phát triển. Với World Wide Web, Bất cứ ai ở bất cứ đâu đều có thể có được sự giàu có trong nền kinh tế thế giới. Tất cả những gì họ phải làm là chấp nhận những ý tưởng mới, nghiêm túc trong việc giáo dục tài chính cho mình và bắt tay vào hành động. Hành động rất quan trọng, bởi vì chúng ta học bằng sai lầm của chính mình. Suy nghĩ rằng phạm sai lầm là xấu chính là một suy nghĩ xấu. Nếu người ta không phạm sai lầm, họ sẽ không học được. Đó là lý do vì sao cha ruột tôi phải sống trong cảnh nghèo khó. Thay vì nhìn nhận sự mất việc, sự thất bại trong bầu cử, sự thua lỗ trong kinh doanh của ông là những cơ hội trời ban, thì ông lại nhìn nhận chúng theo quan điểm của một giáo viên. Ông trừng phạt bản thân vì đã phạm sai lầm. Ông qua đời như một người nghèo và vẫn không nhận ra rằng, thất bại chính là cơ hội lớn nhất để ông học hỏi, rút kinh nghiệm và phát triển hơn. Bạn thấy đấy, ở trường, người nào phạm lỗi nhiều nhất sẽ bị gọi là học trò dốt. Trong thế giới thực, người nào phạm lỗi nhiều nhất và biết học hỏi từ chúng lại là những người thông minh. Tôi rất vui khi nói rằng ngày nay, tôi làm ra nhiều tiền hơn hẳn những người bạn cùng lớp trước kia luôn đạt điểm A và trở thành bác sĩ hay luật sư. Tôi làm ra nhiều tiền đơn giản vì tôi sai phạm nhiều hơn và học được nhiều điều qua những sai phạm đó tôi không nói rằng cuốn sách này là lời khuyên tốt nhất dành cho bạn như warren buffett từng nói may mắn thay có rất nhiều con đường đến thiên đường tài chính tôi đã tìm ra con đường của riêng mình để đi đến thiên đường tài chính bạn cũng phải tìm ra con đường cho riêng mình cuốn sách này là một cuốn sách hướng dẫn chứ không phải một câu trả lời bởi vì thế giới thực không có câu trả lời đúng chỉ có những câu trả lời có hiệu quả với bạn hay không mà thôi mục đích chính của cuốn sách này là giới thiệu với bạn những ý tưởng mới những cách nhìn mới về chủ đề tiền bạc rất nhiều điều tôi viết trong cuốn sách này có thể khiến bạn nghĩ rằng một chuyện quá tốt như thế không thể xảy ra trong thực tế được và chúng sẽ quá tốt đến mức không thể xảy ra nếu một người bị hạn chế về giáo dục tài chính và kinh nghiệm cuộc sống nhưng Chúng đã xảy ra với tôi và hoàn toàn có thể xảy ra với những người sẵn sàng dành thời gian cho việc giáo dục tài chính trong cuộc sống thực của mình. Mọi thứ trong cuốn sách này đều nói về cuộc sống thực. Cuốn sách này toàn những suy nghĩ, hành động và kinh nghiệm mà tôi sử dụng hàng ngày. Cuốn sách này nói về những lợi thế bất công mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể có được nếu chúng ta sẵn sàng đầu tư cho giáo dục tài chính của mình và sẵn sàng học hỏi tôi đưa ra những lời khuyên này với ý định thách thức những tư tưởng cũ và mở cửa tư duy cho bạn đến những ý tưởng mới hãy nhớ bạn không thể đậu hai chiếc xe vào một nhà xe chỉ có đủ khoảng trống cho một chiếc cũng như một con khỉ không thể tìm thấy tự do nếu nó không thả tay ra một người không thể thay đổi nếu họ không chịu thả những ý tưởng cũ với những thách thức tài chính trước mắt việc tiếp nhận những ý tưởng mới sẽ tốt hơn bám víu vào những ý tưởng cũ vào thời điểm giao thoa giữa thời đại công nghiệp và thời đại thông tin một sự dịch chuyển tài sản khổng lồ đang diễn ra những người hôm qua rất giàu ngày mai có thể không còn giàu nữa nhiều người ngày nay đang ở tầng lớp trung lưu ngày mai có thể trở thành nghèo chỉ vì hôm qua bạn là một sinh viên điểm a không có nghĩa là hôm nay bạn biết được nhiều điều Cuốn sách này nói về việc thả ra quá khứ và nắm lại một thế giới mới và đầy hy vọng của cơ hội, tài sản và sự giàu có. Những bài học ngày chủ nhật. Tôi không sùng đạo lắm, nhưng tôi học được những bài học rất quan trọng ở lớp học giáo lý ngày chủ nhật. Có hai bài học vẫn còn có thể áp dụng cho ngày nay, đó là một người ôn nhu là người được ân huệ vì họ sẽ kế thừa trái đất người ôn nhu không có nghĩa là người yếu đuối người ôn nhu là những người khiêm tốn vừa đủ để biết rằng họ cần giảm bớt tính kiêu căng và sẵn sàng học cái mới và thứ hai người của ta bị diệt vong do thiếu kiến thức cuộc khủng hoảng tài chính thật sự là cuộc khủng hoảng của một hệ thống giáo dục cũ kỹ lỗi thời và không gắn kết với thế giới thực cuộc khủng hoảng tài chính sẽ không kết thúc cho đến khi các trường học thông báo với sinh viên về những sự thật đằng sau việc làm thuế và đầu tư đã đến lúc trường học phải chấm dứt việc đào tạo sinh viên thành những con khỉ bị kẹt nắm tay vào hốc cây nếu chúng ta không dạy mọi người về tiền bạc sẽ có nhiều người giống như cha tôi một người rất tốt trung thực, học giỏi, làm việc chăm chỉ, nhưng lại chết trong cơn giận dữ với những người giàu và mong đợi chính phủ quan tâm đến mình. Đã đến lúc chúng ta phải thả tự do cho mọi người, giáo dục tài chính có thể làm điều đó. Chúc bạn may mắn khi nghe cuốn sách này. Mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức, bởi vì kiến thức mới là tiền thật sự. bạn vừa hoàn thành xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, Gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.